tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Bản tin tối ngày 22 tháng 9 hôm nay Thủ tướng Trudeau đồng ý dỡ bỏ các biện pháp đại dịch ở biên giới Báo Fiona cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm cảnh báo cho tỉnh PEI, Nova Scotia và Newfoundland Nghi phạm trong vụ thảm sát ở Saskatchewan, Miles Sanderson đã chết vì dùng ma túy quá liều Các nhà đầu tư chật vật để đòi lại tiền từ vua tiền điện tử 23 tuổi, người bị cáo buộc nợ 35 triệu đô la hãng hàng không mới nhất ở canada canada jetlines chuẩn bị có chuyến bay đầu tiên trên thế giới biểu tình khắp nước nga nga bắt giữ người biểu tình chống chiến tranh đưa vào quân đội tổng thống zelensky thề ukraine sẽ giành chiến thắng kể cả khi nga leo thang chiến sự hóa chất độc hại được tìm thấy trong đồng phục học sinh trên khắp bắc mỹ hàng trăm con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bờ biển úc Cùng một số tin tức đáng chú ý khác tất cả sẽ có trong bản tin này. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây cùng với Hoàng Anh. Theo các nguồn tin chính phủ cấp cao, chính phủ liên bang đã quyết định loại bỏ yêu cầu tiêm chủng đối với những người nhập cảnh vào Canada, chấm dứt xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên tại các sân bay và không bắt buộc sử dụng ứng dụng ArriveCan vào cuối tháng này. Đầu tuần này, các nguồn tin nói rằng Ottawa đang nghiêng về việc chấm dứt các biện pháp nhưng quyết định cuối cùng chưa được đưa ra và đang chờ sự phê duyệt của Thủ tướng Trudeau. Lệnh khẩn cấp COVID-19 hiện tại gồm các biện pháp biên giới đã được ấn định để hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9. Chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định liệu họ có chấm dứt các yêu cầu đeo khẩu trang hiện tại đối với hành khách trên máy bay và tàu hỏa hay không. Chủ đề đó sẽ được tranh luận trong nội các vào cuối ngày thứ Năm. Sau đây là cập nhật về đường đi của cơn bão Fiona. Dự báo bão Fiona cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm đến cho tỉnh PEI, Nova Scotia và Newfoundland. Cơn bão Fiona có khả năng sẽ trở thành một cơn bão nghiêm trọng đối với các khu vực của Đại Tây Dương Canada vào cuối tuần này. Bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc và đi vào vùng Maritimes vào cuối thứ Sáu và thứ Bảy khi tình hình thời tiết chuyển thành một cơn bão sau nhiệt đới. Môi trường Canada cảnh báo trong cuộc họp vào thứ Năm hôm nay rằng bão Fiona là một cơn bão cực kỳ mạnh và nguy hiểm. Các mô hình dự báo tiếp tục cho thấy cơn bão đổ bộ qua Cape Breton hoặc đất liền phía đông của Nova Scotia. Cơn bão cách Halifax khoảng 1.800 km về phía tây nam với cường độ 215 km một giờ, tính đến chiều thứ Năm. Mưa sẽ đến trước cơn bão Fiona. Một luồng khí lạnh di chuyển từ phía Tây sẽ mang theo mưa từ thứ Năm đến thứ Sáu và sau đó mới là ảnh hưởng của bão Fiona. Cảnh báo đề phòng bão cuồng phong được ban hành cho tất cả tỉnh PEI, phía đông Nova Scotia bao gồm đảo Cape Breton, phía tây Newfoundland. Còn đề phòng bão nhiệt đới cũng được ban hành cho các khu vực phía nam tỉnh Quebec, phía tây Nova Scotia, phía đông New Brunswick và phần lớn Newfoundland và Labrador. Dự kiến sẽ có trận mưa lớn nhất khi Fiona di chuyển qua vào đêm thứ Sáu và tiếp tục qua thứ Bảy. Vào đầu ngày thứ bảy, tâm bão dự kiến sẽ đi qua Cape Breton, nhưng có thể chuyển hướng đông hoặc là tây về phía trung lục địa Nova Scotia hoặc là phía tây Newfoundland và Labrador. Lượng mưa lớn kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt, đặc biệt là dọc theo và ở bên trái đường đi của bão. Lượng mưa ở những khu vực này có thể lên tới 200 mm. Với quy mô ngày càng lớn của cơn bão, dự báo sẽ có gió rất mạnh trên diện rộng, khả năng mất điện là rất cao những cơn gió giật trên diện rộng hơn 100 km một giờ. Gió giật có thể vượt quá 130 km một giờ, đặc biệt là ở các khu vực ven biển. Triều cường cũng có khả năng xảy ra. Đã đến lúc phải chuẩn bị, những người dân ở trong đường đi của cơn bão nên bảo đảm rằng bộ dụng cụ khẩn cấp của họ đã sẵn sàng và bình chứa khí propane của họ đã được bơm đầy kiểm tra xem các đường ống thoát nước và cống thoát nước mưa của bạn có hoạt động không và bảo đảm rằng máy bơm và máy phát điện của bạn có thể sử dụng được. Cơ quan quản lý khẩn cấp của Halifax Fire and Emergency cho biết, các đội của họ đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn, bao gồm cả nước dân, do bão và lũ lụt có thể xảy ra. Cơ quan này kêu gọi những người có nước giếng chuẩn bị trong trường hợp họ bị mất điện và không thể tiếp cận nguồn nước đó Hãy mang tất cả đồ vật bên ngoài vào nhà, hãy bảo đảm rằng bạn ngắt kết nối khí propane và không vận hành bất cứ thứ gì chạy bằng nhiên liệu trong nhà của bạn. Cơ quan khẩn cấp cũng kêu gọi mọi người tránh sử dụng nến do nguy cơ hỏa hoạn. Điều quan trọng nhất là mọi người ở bên trong và giữ an toàn. Nếu họ phải di tản, gọi 911 và chúng tôi sẽ di tản họ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ mở các nơi trú ẩn khẩn cấp trước cơn bão. Cơ quan quản lý khẩn cấp cho biết Liên quan đến chiến sự ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Jolie nói rằng bà không ủng hộ việc theo chân các nước châu Âu trong việc cấm người Nga xin thị thực. Vì nhiều người có khả năng bỏ trốn khỏi đất nước của họ, bà Jolie nói rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tuyển thêm quân cho cuộc chiến của ông ở Ukraine cho thấy sự tuyệt vọng của chế độ, điều mà bà cho rằng đang khiến người Nga gặp rủi ro và cũng cho biết Canada đang làm việc với các đồng minh để xem liệu các tòa án quốc tế có thể truy tố Nga về tội xâm lược Ukraine trái phép hay không. Bà cho biết, hiện tại mối quan tâm hàng đầu của bà là kế hoạch của Nga nhằm tổ chức các cuộc bỏ phiếu ở các vùng của Ukraine mà nước này đã chiếm đóng, có khả năng là trong một nỗ lực để khiến họ gia nhập Nga. Bà Julie cho biết, đây là những cuộc trưng cầu dân ý giả tạo. Thứ mà Nga có thể sử dụng làm tiền đề để tuyên bố rằng Ukraine là bên xâm lược. Bà cũng cho biết Canada sẽ sớm gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và sẽ có bài phát biểu toàn quốc vào thứ hai về sự ủng hộ của Canada đối với Ukraine. Nghi phạm chính trong vụ đâm chết người ở tỉnh Saskatchewan hồi đầu tháng này đã chết khi bị cảnh sát giam giữ sau khi sử dụng ma túy. Nhiều nguồn tin cảnh sát đã nói rằng Nghi phạm Miles Sanderson đã tử vong vì sử dụng quá liều ngay sau khi bị RCMP bắt giữ vào ngày 7 tháng 9, diễn ra sau một cuộc truy lùng kéo dài 4 ngày bao trùm toàn tỉnh. RCMP mới chỉ cho biết Sanderson đã rơi vào tình trạng đau đớn về mặt y tế sau khi cảnh sát dừng chiếc xe của anh ta và người này sau đó đã được thông báo là chết trong bệnh viện mặc dù đã được giúp đỡ để cứu sống. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được chính thức đưa ra. Sanderson cùng với anh trai Damon Sanderson bị buộc tội giết 10 người và làm bị thương 18 người trong một loạt vụ đâm chém ở James Smith Cree Nation và làng Walden, Saskatchewan gần đó. Vào ngày 4 tháng 9, Jamian đã được tìm thấy đã chết vào ngày hôm sau. Cơ quan điều tra Saskatchewan đã thông báo các cuộc điều tra công khai sẽ được tổ chức vào năm tới. Trong tuần này, video giám sát đã xuất hiện cảnh một chiếc xe của cảnh sát tông vào một người đàn ông ở downtown Eastside của Vancouver, cho thấy nạn nhân đã đứng yên trong ít nhất 10 giây trước khi xảy ra vụ va chạm. Đoạn video đáng lo ngại cho thấy người đi bộ đang đứng khom người và bất động ở giữa phố East Hastings vào sáng sớm thứ ba, thì xe cảnh sát tông ngã anh ta một cách thô bạo. Người đi bộ đã bị thương nặng và vẫn phải nằm viện. Đoạn đường Hastings có giới hạn tốc độ giảm xuống còn 30 km một giờ, điều mà thành phố Vancouver đã thực hiện sau khi vận hành một nghiên cứu để bảo đảm an toàn cho người đi bộ, cùng Vendue, tức là mạng lưới người sử dụng ma túy khu vực Vancouver. Không rõ chiếc xe đã đi nhanh như thế nào trước khi va chạm, sở cảnh sát Vancouver đã không trả lời khi được báo chí hỏi liệu nhân viên lái xe có đang di chuyển để giải quyết một vụ việc khác hay không. Chiếc xe đã không bật đèn khẩn cấp người phát ngôn của cảnh sát cho biết các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh vụ va chạm sẽ được xác định bởi cơ quan giám sát cảnh sát của tỉnh BC, văn phòng điều tra độc lập nơi đã được thông báo về vụ va chạm. Các nhà đầu tư đang chật vật để đòi lại tiền từ một người được cho là vua tiền điện tử, 23 tuổi, người này bị cáo buộc nợ 35 triệu đô la. Một thanh niên 23 tuổi tự xưng là vua tiền điện tử đến từ Whitby, Ontario, đã bị cáo buộc nợ các nhà đầu tư ít nhất 35 triệu đô, nhưng chỉ có khoảng 2 triệu đô la tài sản của anh này đã được thu hồi, bao gồm những tài sản xa hoa như là hai chiếc McLaren, hai chiếc BMW và một chiếc Lamborghini, theo các tài liệu cho thấy. Hơn 150 nhà đầu tư đã giao tổng cộng 20 triệu đô la cho Aiden Platersky, và công ty AP Private Equity Limited của anh ta là công ty đầu tư vào tiền điện tử và ngoại hối. Những nhà đầu tư này hiện đang làm việc với luật sư hỗ trợ lừa đảo Norman Groot để lấy lại tiền của họ. Luật sư Groot, người sáng lập của Survey Council PC, nói rằng hiện tại vẫn chưa rõ số tiền đó đã đi đâu, mặc dù rõ ràng là phần lớn đã được dùng để phục vụ lối sống của anh ta. Anh Platersky sở hữu 11 chiếc xe hơi cao cấp, không tính những xe cho một số người khác thuê, còn thuê một ngôi nhà ven sông ở Burlington với giá khoảng 45.000 đô la mỗi tháng và sở hữu 5 hoặc 6 chiếc đồng hồ trị giá từ 200.000 đô la đến 400.000 đô la. Vào ngày 9 tháng 8, Tòa án Thượng thẩm Ontario tuyên bố Plasterski và công ty của anh ta phá sản. Nhưng chỉ số tài sản trị giá 2,2 triệu đô la đã bị tịch thu, bao gồm đồ trang sức và vật dụng cá nhân trị giá 32.000 đô, cùng một danh sách xa hơi sang trọng trong đó có chiếc Lamborghini Huracan 2018 đạt giá trị ước tính cao nhất là 350.000 đô la, cùng tiền mặt và hối phiếu ngân hàng trị giá 606.773 đô. Về cách lừa đảo, Platsky gọi mỗi tuần là tuần thắng lợi, hứa hẹn với các nhà đầu tư từ 5 đến 7% lợi nhuận. Theo các tài liệu từ cuộc họp chủ nợ vào ngày 29 tháng 8, nhiều người đã tin tưởng vì họ nghĩ anh ta là một Bill Gates phiên bản trẻ tuổi. Mặc dù còn trẻ, Platterski đã bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử từ năm 2015 và đã từng được tờ Forbes tung hô trước khi phá sản rằng anh này có khả năng tận dụng kiến thức của anh ta như một người chơi đam mê để hiểu và phát triển trong thế giới giao dịch trực tuyến. Hãng hàng không mới nhất ở Canada là Canada Jetlines chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên hãng hàng không tiếp theo hy vọng có thể gây ra mối đe dọa cho bộ đôi Air Canada WestJet, dự kiến sẽ được thực hiện chuyến bay đầu tiên vào thứ Năm. Canada Jetlines là một hãng hàng không mới khởi nghiệp có trụ sở chính tại Mississauga, tỉnh Ontario, dự kiến sẽ bắt đầu dịch vụ với các chuyến bay hai lần một tuần, từ sân bay quốc tế Pearson của Toronto đến sân bay quốc tế Calgary. Hãng hàng không cho biết họ sẽ tổ chức lễ cắt băng để đánh dấu chuyến bay đầu tiên của hãng đến Calgary vào sáng thứ Năm, Canada Jetlines tự nhận mình là hãng vận tải du lịch tập trung vào giá trị của Canada. Mặc dù Toronto Calgary là tuyến bay theo lịch trình duy nhất của hãng ngay bây giờ, nhưng giám đốc thương mại của công ty cho biết, hãng có kế hoạch phục vụ thị trường du lịch cả trong nước và xuyên biên giới với các chuyến bay đến Caribbean và châu Mỹ. Hãng hiện có một chiếc Airbus A320 và chiếc thứ hai sẽ gia nhập vào tháng 12. Với kế hoạch mở rộng đội bay lên 15 chiếc Airbus A320 vào năm 2025, với dự kiến thêm 5 máy bay mỗi năm, Canada Jetlines có kế hoạch cung cấp trải nghiệm cao cấp cho khách hàng, bao gồm thời gian khởi hành phù hợp với sở thích của người tiêu dùng, thay vì với phi công và 174 chỗ ngồi thay cho tiêu chuẩn 180 để mang lại sự thoải mái hơn. Trên trang web của mình, Canada Jetlines đang quảng cáo giá vé chào bán bắt đầu từ 99 đô la cho các chuyến đi một chiều giữa Calgary và Toronto trong thời gian giới hạn. Để so sánh, hãng bay Flair cung cấp các chuyến đi một chiều từ Calgary đến Toronto với giá 49 đô la. Cùng một tuyến đường sẽ có giá từ 99 đô la khi bay với Lynx và bạn có thể bay từ Edmonton đến Toronto với giá 59 đô la với Swift. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức đáng chú ý. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Biểu tình trên khắp nước Nga Nga bắt giữ những người biểu tình chống chiến tranh đưa vào quân đội. Hơn 1.300 người đã bị bắt giữ trên khắp nước Nga hôm thứ Tư vì tham gia các cuộc biểu tình phản chiến trên toàn quốc, với một số người bị đưa vào nhập ngũ, theo một nhóm giám sát cho biết, sau khi nhà lãnh đạo Vladimir Putin tuyên bố điều động 300.000 quân vì cuộc xâm lược đang bị trùng bước của ông ở Ukraine. Các hình ảnh và video cho thấy cảnh sát trấn áp và bắt giữ những người biểu tình trên khắp 38 thành phố ở Nga vào thứ Tư, với cảnh quay cho thấy một số người biểu tình tại một cuộc biểu tình ở trung tâm Moscow bị cảnh sát và chính quyền ở St. Petersburg mang đi nhằm ngăn chặn một đám đông hô vang. Không điều động quân, bên ngoài nhà thờ Isakivsky, một số người biểu tình bị cảnh sát chống bạo động, bắt giữ, đang được chuyển thẳng vào quân đội Nga. Chính phủ đã nói rằng hình phạt cho việc từ chối nhập ngũ hiện là 15 năm tù. Trong số hơn 1.300 người bị giam giữ trên toàn quốc, hơn 500 người ở Moscow và 520 người ở St. Petersburg, theo OVD Info. Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong lịch sử, có nhiều phụ nữ tham gia. 9 nhà báo và 33 trẻ vị thành niên cũng nằm trong số người bị giam giữ. Báo cáo của OVD Info cho biết, một trong những trẻ vị thành niên đã bị cơ quan thực thi pháp luật đánh đập giả mang. Các cuộc biểu tình diễn ra sau một bài phát biểu sáng thứ tư của ông Putin, trong đó ông đưa ra kế hoạch nâng tầm cuộc chiến của Nga ở Ukraine, điều động thêm 300.000 quân, ở thời điểm mà cuộc phản công bất ngờ từ Kiev đã chiếm lại hàng ngàn dặm vuông lãnh thổ và đẩy lùi Moscow. Các chuyên gia cho rằng lực lượng của Nga đã bị suy giảm đáng kể. Trong bài phát biểu hôm thứ tư, Ông Putin cũng đe dọa vũ khí hạt nhân nói rằng ông sẽ sử dụng mọi phương tiện theo ý của chúng tôi nếu ông cho rằng toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa. Tiếng khóc của một đứa trẻ có thể được nghe thấy khóc trong khi nói lời tạm biệt với cha của bé trong một video được chia sẻ trên Telegram. Đoạn video cho thấy những người đàn ông Nga bị huy động nhập ngũ đang chờ xe bus đi và chiến đấu trong chiến tranh. Will Vernon của BBC News đã có thể xác minh cảnh quay sau khi nói chuyện với người dân địa phương ở khu vực bị bao gồm một người phụ nữ ở đó khi video được quay. Các cảnh quay đang được chia sẻ trong ứng dụng truyền thông xã hội Telegram. Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch kêu gọi những người bảo vệ chiến đấu ở Ukraine sau khi phải chịu thất bại do đó. Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm thứ Tư đã cầu xin thế giới trừng phạt Nga vì hành vi xâm lược của họ ngay cả khi nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố lực lượng của ông thề sẽ giành lại từng tất lãnh thổ. Trong một video phát biểu được mong đợi nhiều giờ trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và giờ sau khi Nga tuyên bố sẽ huy động một số lực lượng dự bị, Tổng thống Zelensky đã miêu tả tuyên bố này như một bằng chứng cho thấy Điện Kremlin chưa sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh nhưng khẳng định dù thế nào thì đất nước của ông vẫn sẽ thắng. Trước đó một ngày, các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam Ukraine đã công bố kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga. Các nhà lãnh đạo Ukraine và các đồng minh phương Tây của họ đã lên án cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp. Ông Zelensky cũng cho rằng Moscow đang muốn dành cả mùa đông để chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine, hoặc ít nhất là chuẩn bị các công sự trong khi huy động thêm lực lượng trong cuộc xung đột quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tập trung nhiều vào cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến này nhằm dập tắt quyền tồn tại như một nhà nước đơn giản và thuận túy của Ukraine và quyền tồn tại với tư cách là một người dân của Ukraine, Tổng thống Biden cho biết, hiện vẫn chưa đến lượt Nga phát biểu tại đòi Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong những bản tin khác, một nghiên cứu mới cho biết, các hóa chất độc hại đã được tìm thấy trong đồng phục học sinh và các mặt hàng quần áo khác được làm để chống lại vết bẩn. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Công nghệ Môi trường và Khoa học, bà Miriam Diamond, giáo sư khoa học môi trường của Đại học Toronto, cùng với các nhà nghiên cứu khác trên khắp Bắc Mỹ, đã báo cáo tìm thấy chất polyfluoroalkyl PFAS còn được gọi là hóa chất vĩnh viễn trong đồng phục học sinh, bộ quần áo tuyết, găng tay, yếm và nón được bán ở Canada và Mỹ. Những hóa chất này phải mất đến nhiều năm để phân hủy và gây ô nhiễm đất và nước trong môi trường và chúng có thể gây độc cho con người nếu ăn phải. Bà Diamond cho biết, các hóa chất được tìm thấy trong quần áo này được sử dụng để đẩy lùi và chống lại các vết bẩn và nước. Tuy nhiên, để quần áo của trẻ em luôn được sạch sẽ, không nên vượt quá tầm quan trọng của các nguy cơ sức khỏe có thể xảy đến trong tương lai. Các hóa chất này có khả năng gây ra các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, từ hen suyễn đến gây ra các vấn đề về chức năng miễn dịch, gây ra các vấn đề về trao đổi chất, tuyến giáp. Vì vậy, một loạt các vấn đề sức khỏe thực sự không đáng có để đẩy lùi vết bẩn. Theo đó, bà Diamond cho rằng hãy tránh mua đồng phục học sinh được dán nhãn chống ố, loại bỏ vết bẩn và chống thấm nước. Thay vào đó, hãy gây áp lực với hội đồng trường để bạn được mua một bộ đồng phục học sinh không được dán nhãn là chống vết bẩn. Hàng trăm con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bờ biển Úc Một ngày sau khi 230 con cá voi được tìm thấy mắc cạn trên bờ biển phía Tây hoang dã và hẻo lánh của bang đảo Tasmania của Úc, chỉ còn 35 con sống sót, mặc dù các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiếp tục trong hôm thứ Năm. Vanessa Perotta là một nhà khoa học về động vật hoang dã, chuyên về các loài động vật có vú ở biển, cho biết vẫn còn quá sớm để giải thích tại sao vụ mắc cạn này lại xảy ra. Giống cá voi, hoa tiêu từng có các vụ mắc cạn với số lượng lớn mà các nhà khoa học chưa giải thích được lý do tại sao. Hai năm trước, khoảng 470 con cá voi đã dạt lên bờ biển ở Tasmania trong vụ mắc cạn hàng loạt lớn nhất được ghi nhận ở Úc. Sau nỗ lực kéo dài một tuần, 111 con cá voi trong số đó đã được cứu, nhưng những con còn lại đã chết. Trước đó vào chiều thứ hai, 14 con cá voi sperm whales cũng đã được phát hiện trên đảo King, một phần của bang Tasmania ở eo biển Bass giữa Melbourne và bờ biển phía bắc của Tasmania. Nhà khoa học hàng hải Olaf Menack của Đại học Griffith cho biết, việc cá nhà táng, tức là cá voi sperm whales dạt vào bờ là điều bất thường. Ông nói rằng nhiệt độ ấm hơn cũng có thể làm thay đổi các dòng hải lưu và làm di chuyển nguồn thức ăn truyền thống của chúng. Liên quan đến Việt Nam, Việt Nam nói không thỏa thuận tăng giá gạo với Thái Lan. Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam hôm thứ Năm cho biết nước này không thỏa thuận tăng giá gạo cùng với Thái Lan. Trong một cuộc họp báo chính phủ tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Minh Hoang cho biết hai nước mới chỉ tiến hành các hoạt động hợp tác chung đây là tuyên bố đầu tiên của chính phủ Việt Nam về vấn đề này, được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi quan chức nông nghiệp Thái Lan cho biết hai nước đã đồng ý hợp tác để tăng giá gạo trên thị trường toàn cầu. Hai nước đã bắt đầu đàm phán vào tháng 5. Một người phát ngôn của Thái Lan khi đó cho biết mục tiêu của việc cùng tăng giá là để tăng đòn bẫy của họ trên thị trường toàn cầu và nâng cao thu nhập của nông dân. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Thái Lan và Việt Nam chiếm khoảng 10% sản lượng gạo thô toàn cầu và khoảng 26% xuất khẩu toàn cầu. Các nhà xuất khẩu Thái Lan cho rằng giá cả sẽ không khả thi và sẽ khiến Thái Lan và Việt Nam không thể cạnh tranh được. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết vào cuối tháng trước, xuất khẩu gạo của nước này dự kiến sẽ tăng lên 6,3 triệu đến 6,5 triệu tấn trong năm nay, tăng từ 6,24 triệu tấn của năm ngoái do nhu cầu mạnh mẽ. liên quan đến sức khỏe, đâu là bài tập để giúp đốt cháy nhiều calo nhất? Dù bạn đang cố gắng giảm cân hay là đang duy trì một lịch trình tập thể dục có tổ chức, việc lựa chọn một hoạt động để theo đuổi là rất quan trọng để đốt cháy nhiều calo nhất có thể. Một điều cần lưu ý là cơ thể bạn cần calo cho các chức năng hàng ngày. Lượng calo được khuyến nghị là 2.000 đối với phụ nữ và 2.500 đối với nam giới. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào một số yếu tố tuổi tác, lối sống, chiều cao và cân nặng có thể ảnh hưởng đến năng lượng bạn cần. Đồng thời nội tiết tố và thuốc có thể ảnh hưởng đến lượng năng lượng mà bạn đốt cháy. Trên thực tế, con người đốt cháy calo với mọi chuyển động và hoạt động mỗi ngày. Bài tập đốt cháy nhiều calo nhất. Theo Healthline, chạy bộ giúp đốt cháy nhiều calo nhất, mặc dù nó phụ thuộc vào cường độ và độ dài của bài tập cũng như là cân nặng của bạn. Ước tính một người trưởng thành nặng 125 pound sẽ đốt cháy 652 calo trong một giờ và người lớn nặng 185 pound thì sẽ đốt cháy khoảng 965 calo một giờ. Một bài tập thể dục khác có thể đốt cháy nhiều calo trong thời gian ngắn là chạy nâng cao gối tại chỗ. Bạn có thể thực hiện bài tập này bằng cách chạy bộ tại chỗ trong khi đưa đầu gối về phía ngực càng cao càng tốt. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thử nhảy dây để rèn luyện sức bền của mình. Theo tạp chí Sức khỏe Phụ nữ, nhảy dây đốt cháy khoảng 667 đến 990 calo mỗi một giờ. Nhảy dây cũng giúp cải thiện bắp chân, mắt cá chân, tăng sức mạnh của phần core (khu vực cốt lõi nằm ở trung tâm của cơ thể bạn), bao gồm bụng, hông, lưng dưới và sức bền của bạn. Còn bơi lội thì đốt cháy bao nhiêu calo? Bơi lội là một hoạt động giải trí mà nhiều người yêu thích, nhưng nó cũng có thể được biến thành một hình thức tập thể dục chính. Theo Healthline, một buổi bơi lội kéo dài một giờ sẽ đốt cháy khoảng 400 calo hoặc là nhiều nhất là 700 calo đối với một người lớn nặng 150 pound. Tuy nhiên, dù bạn có lựa chọn hình thức hoạt động nào đi chăng nữa thì bất kỳ chuyển động nào cũng đều giúp ích cho bạn. Điều này có nghĩa là đi bộ hoặc là thậm chí làm công việc gia đình cũng có thể đốt cháy calo theo Mayo Clinic thậm chí con người còn đốt cháy khoảng 50 kg mỗi một giờ ngủ, mặc dù nhận định này vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố như là cân nặng và tuổi tác. Sau đây là một số bản tin vắng thế giới quanh ta. Hơn 1 triệu Tesla bị thu hồi vì cửa sổ có thể kẹp ngón tay. Tesla đang thu hồi gần 1,1 triệu xe ở Mỹ vì cửa sổ có thể kẹp ngón tay của một người khi quay lên. Tesla cho biết trong các tài liệu được đăng tải hôm thứ Năm bởi các cơ quan quản lý an toàn của Hoa Kỳ rằng hệ thống đảo chiều cửa sổ tự động có thể không phản ứng chính xác sau khi phát hiện ra vật cản. Điều đó là vi phạm các tiêu chuẩn an toàn của liên bang đối với cửa sổ điện. Tesla cho biết một bản cập nhật phần mềm trực tuyến sẽ khắc phục được vấn đề này. Việc triệu hồi bao gồm một số mẫu Sedan Model 3, Model 3 từ 2017 đến 2022 và một số mẫu SUV Model Y 2020 và 2021, Sedan Model S và Model X SUV từ năm 2021 và 2022. Tesla đã phát hiện ra vấn đề này trong quá trình thử nghiệm sản xuất vào tháng 8. Chủ sở hữu sẽ được thông báo bằng thư bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Tesla không biết về bất kỳ yêu cầu bảo hành hoặc là thương tích do vụ việc tính đến ngày 16 tháng 9. Những luật lệ kỳ lạ gây sốc của Triều Tiên mà bạn thấy may mắn không sinh ra ở đó. Người bản xứ không chỉ tuân theo các quy tắc được mong đợi, mà còn cả một số luật thực sự kỳ lạ. Bạn chỉ được cắt tóc theo kiểu được nhà nước phê duyệt. Mọi người không thể tìm kiếm bất kỳ xu hướng tóc mới nào ở Triều Tiên vì họ được cho là phải tuân theo các kiểu cắt tóc đã được nhà nước phê duyệt. Gì cơ? Điều thú vị là tồn tại cụ thể 18 kiểu tóc được nhà nước phê duyệt dành cho phụ nữ và 10 kiểu tóc dành cho nam giới. Nếu bạn thắc mắc về kiểu tóc của Kim Jong-un thì kiểu tóc nổi tiếng thế giới của ông ấy không phải ai cũng để được, kiểu đó chỉ được dành riêng cho ông ấy. Mỗi người bị buộc phải bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử. Là người trưởng thành ở Bắc Triều Tiên, bạn sẽ phải xuất hiện trong các cuộc bầu cử nếu bạn 17 tuổi trở lên. Chính phủ kiểm tra danh sách cử tri và nếu tên bạn không có trong danh sách, họ sẽ điều tra. Bây giờ điều đó hoàn toàn kỳ lạ khi luôn chỉ có một ứng cử viên trong lá phiếu. Nếu có nhiều hơn một ứng cử viên, họ sẽ là những diễn viên chính trị do nhà Kim ủy nhiệm để cố tình thua. Bạn không được cố tình hay hoạt động tôn giáo. Đức tin không có ý nghĩa gì ở Bắc Triều Tiên và thường dân bị cấm theo tôn giáo. Lãnh tụ tối cao Kim Jong-un là trên hết. Và những thường dân vô tội không được trở nên tha hóa bởi tư tưởng tôn thờ thần tượng của phương Tây. Các hoạt động tôn giáo bị luật pháp nghiêm cấm và bất kỳ ai phát hiện tiến hành các hoạt động tôn giáo đều có thể bị tử hình. Bạn không có khả năng truy cập internet, không một người dân nào ở Triều Tiên có thể truy cập internet. Thật thú vị, ngay cả những quan chức được cấp phép cũng không có nhiều điều để xem trên internet với những hạn chế. Một người không thể ra khỏi nước hoặc bị hành quyết, bạn không thể bước ra khỏi đất nước. Chính phủ muốn công dân của mình trung thành, do đó có trốn thoát khỏi đất nước sẽ bị đưa đến các trại lao động và bị xử tử. Bạn không được đi du lịch trong nước, người dân Triều Tiên không thể đi xa quê hương của họ mà không có sự cho phép của chính phủ, trừ khi bạn là một phần của các tầng lớp thượng lưu hoặc một quan chức chính phủ, bạn phải có được giấy tờ chính thức trước khi có thể rời khỏi nhà của mình. Cả gia đình tội phạm bị trừng phạt. Một khi chính phủ kết án tội phạm và đưa họ vào trại lao động, toàn bộ gia đình của người đó cũng sẽ bị bắt và đưa đến trại lao động. Không thể gọi điện thoại quốc tế. Có bạn được phép gọi điện nhưng gọi trong nước và sẽ bị theo quy định. Trong chế độ của Kim Jong-un, thông tin không thể di chuyển đến hoặc ra khỏi đất nước. Do đó, người bị bắt đang thực hiện cuộc gọi quốc tế qua điện thoại di động Trung Quốc chợ đen có thể bị treo cổ đến chết. Chỉ các quan chức chính phủ Nam mới có thể lái xe. Bạn có thể sở hữu một chiếc xe hơi ở Bắc Triều Tiên, chạc không trừ khi bạn là nam giới và quan chức chính phủ. Điều thú vị là vào giờ cao điểm, một chiếc xe hơi có thể đi hết 10 làng đường trên xa lộ một mình nó. Các máy bán sổ số, số tự phục vụ dự kiến sẽ ra mắt ở tỉnh Ontario vào năm tới. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, công ty sổ số trò chơi Ontario cho biết họ đang thực hiện các bước để ra mắt khoảng 1.400 thiết bị tự phục vụ tại một số địa điểm bán lẻ được chọn vào năm 2023. Đã tìm được chủ nhân trúng giải độc đắc Mega Millions hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Gần 2 tháng sau khi tấm vé trúng giải Mega Millions 1,34 tỷ đô la Mỹ được công bố, đã có hai người nhận được tấm vé trúng giải độc đắc lớn thứ ba trong lịch sử sổ số ở Mỹ. Hai người thắng ẩn danh đã đồng ý trước khi mua vé rằng họ sẽ chia đôi giải thưởng. Vé trúng thưởng đã được công bố vào ngày 29 tháng 7, nhưng mối quan tâm đã bắt đầu tăng lên sau khi chiếc vé không có người nhận. Người chiến thắng chỉ có 60 ngày để quyết định giữa các tùy chọn tiền mặt và tiền góp hàng năm, cũng như có tối đa một năm để nhận giải thưởng. Hóa ra là những người chiến thắng đã dành thời gian làm việc với các cố vấn pháp lý và tài chính. Để hỗ trợ quy trình của họ, những người chiến thắng này đã quyết định nhận khoản tiền một lần trị giá 780,5 triệu đô la Mỹ. Căn nhà trong loạt phim ăn khách Stranger Things đang được sao bán ở Georgia. Với 300.000 đô la Mỹ, bạn đã có thể mua một ngôi nhà của gia đình Byers trong loạt phim Stranger Things ăn khách của Netflix. Ngôi nhà được quảng cáo trên trang web bất động sản Zillow và được người dùng Twitter Zillow Gone Wild quảng bá, nằm ở Fayetteville, Georgia, phía nam Atlanta. Trong loạt phim, ngôi nhà được đặt tại thị trấn hư cấu Hawkins, Indiana. Theo thông tin thì ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, được xây dựng vào năm 1900 và nằm trên một khu đất rộng 6,17 mẫu Anh. Nó đang được quảng cáo là Airbnb hoàn hảo cho thuê ngắn hạn hoặc là cư trú cá nhân cho ai đó sẵn sàng tiếp nhận. Người hâm mộ được cho là đã đến ngôi nhà này gần như là mỗi ngày để chụp ảnh, khiến chủ sở hữu phải lắp các biển báo tài sản riêng để ngăn mọi người xâm phạm. Ngôi nhà là nơi sinh sống của gia đình Byers trong Stranger Things. Netflix đã phát hành mùa thứ tư của loạt phim vào đầu mùa hè này. Vào thời điểm phát hành, Stranger Things số 4 đã đưa tổng thời lượng người xem lên đến 1,15 tỷ giờ, trở thành loạt phim nói tiếng Anh phổ biến nhất trên nền tảng này và bản tin này cũng đã kết thúc bản tin tối ngày 22 tháng 9 hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành cũng như là một ngày mới nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.